Quý khán giả thân mến, xây dựng mô hình nông nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh là mục tiêu mà Đảng ủy phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng hướng tới nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới đang mang lại hiệu quả, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống người dân. Gia đình ông Phạm Văn Lắm có 2,5 đất chuyên trồng các loại rau thơm, cải xanh, cải thìa, xà lách. Trước đây canh tác theo truyền thống, chi phí sản xuất cao, sâu bệnh nhiều, năng suất rau thấp, có vụ thua lỗ. Ông được địa phương vận động, hướng dẫn xây dựng nhà lưới trồng rau, áp dụng quy trình sản xuất rau sạch, an toàn. Trong đó sử dụng phân hữu cơ và thuốc trừ sâu sinh học, nên giảm chi phí và tăng năng suất. Vô có tổ hợp tác á, thì nói chung ra cũng có nhà nước có tham dự vô, thì ra coi như là cán bộ kỹ thuật rồi đó. Thì cũng vô thăm rồi vô chỉ cách để cho mình làm. Thì nhờ do đó mà tôi đã được hiệu quả là như mong muốn. Đưa vào nghị quyết là coi như là phải vận động người dân tham gia để nhằm là nâng lên cái thu nhập cho bà con. Thì từ đó coi như là lúc đầu chỉ có 2 cái mô hình. Hiện nay thì coi như là người dân đã tham gia phát triển là 9 mô hình. Thì người dân thì cũng thấy là cái lợi ích của cái mô hình nhà lưới. Những ngày đầu thực hiện mô hình, để nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm truyền thống, phường đã triển khai nhiều giải pháp vận động, trong đó phát huy vai trò của đảng viên. Cái vai trò đảng viên tôi xung phong đi đầu làm mỗi cái mô hình nhà lưới để cho bà con thấy hiệu quả cao, là để đi vào làm cái mô hình này cho an toàn người tiêu dùng luôn. Từ hiệu quả của cách làm mới, đến nay đã có 11 hộ tham gia tổ hợp tác sản xuất rau an toàn, canh tác trên diện tích 3 hectare. Mỗi hộ có thu nhập bình quân từ 200 đến 250 triệu đồng mỗi năm. Đến nay thì cái địa phương cũng đã cái ký kết với hợp đồng của tiêu thụ sản phẩm với công ty là Nông Sản Xanh và cái siêu thị Go. Và cái cũng đã được là cục sở hữu trí tuệ là cấp cái nhãn hiệu là trồng rau an toàn. Trong cái hướng tới thì hội nông dân phường sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các hộ nông dân bằng nhiều hình thức, cũng như là nhân rộng mô hình trồng màu trong nhà lưới. Mô hình nông nghiệp đô thị kết hợp giữa tập quán sản xuất đã có sẵn của người dân địa phương với tiến bộ khoa học công nghệ đã góp phần giải quyết bài toán về đất nông nghiệp bị thu hẹp do đô thị hóa.